Sau đây cô sẽ hướng dẫn cha mẹ cái cách để chúng ta vào nộp bài cho con ở trên cái ứng dụng dạy và học của Azota. Thì trước hết là mình sẽ vào cái giao diện của Zalo. Mình tìm tới cái trang của lớp. Và ở trên trang của lớp thì mình sẽ có cái link bài tập mà cô giáo giao. Chúng ta kích trực tiếp vào cái link bài tập này. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần đăng ký. Ở đây chúng ta sẽ nhập họ và tên của học sinh. Ví dụ như là tiếp theo chúng ta nhập số điện thoại của bố hoặc mẹ. Nhập số điện thoại của bố hoặc mẹ, nhập mật khẩu, chúng ta chọn một cái mật khẩu nào nó dễ nhớ. Khẩu là BC1234 chẳng hạn. BC1234. Và nhấn vào phần đăng ký. Số điện thoại này đã tồn tại, tức là cái số điện thoại này của mẹ đã được sử dụng đăng nhập vào Azota lần rồi, nên chúng ta sẽ không được phép sử dụng cái số điện thoại này nữa mà phải sử dụng một số điện thoại khác. Chúng ta sẽ sử dụng cái số điện thoại này. Như vậy là cái số điện thoại mà vừa đăng nhập đó là số điện thoại chưa đăng nhập vào ứng dụng Azota một lần nào, nên chúng ta có thể vào rất là nhanh. Đây có phần lưu mật khẩu, chúng ta có thể lưu hoặc là có thể không lưu tùy bạn. Như vậy là sau khi chúng ta vào đến đây rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy giao diện bài tập của con. Đây, lập tức đi vào phần nội dung bài tập luôn. Đó là mã bài tập, lớp, tên của học sinh, lớp 4A1, tên của học sinh và thời gian để bắt đầu nộp bài từ ngày 14 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 8 vào hồi 11 giờ 16 phút là kết thúc. Nội dung của bài tập ở đây đó là: một là nộp bài viết, hai là mỗi một chữ hoa a ớ thì cần phải xem video và sau đó viết đúng quy trình, mỗi một chữ sẽ là 3 dòng. Sau khi mà con viết xong xuôi rồi thì phụ huynh chụp bài viết của con lại và lưu nó dưới dạng quay ảnh. Ở trong cái giao diện Azota này của con thì nó sẽ có hai ứng dụng. Đây là phần bài tập. Đây là phần bài tập. Đây là phần bài tập của lớp 4A1 cô Nguyễn Hoa. Giao vào ngày 14 tháng 8 vào hồi lúc 11 giờ 16 phút và con cần phải hoàn thành. Nội dung thứ hai đó là nội dung của phần đề thi. Đề thi này khi nào cô giao đề thi thì các bạn sẽ vào đây để kích để làm. Nhà phụ huynh sẽ chú cho cô hai cái ứng dụng này, đề thi là một và bài tập là hai. Trong phần bài tập thì chúng ta sẽ đi vào để nộp bài. Đây, bạn chưa nộp bài thì cái biểu tượng này nó sẽ ghi là chưa nộp. Thế còn nếu bạn đã nộp rồi thì nó sẽ có hình ảnh. Bây giờ mình sẽ đi vào phần nộp bài. Chúng ta kích trực tiếp vào cái link này. Và trở lại. Trong link bài tập này thì mọi người sẽ nhìn thấy cái phần tải file lên này. Có mũi tên đưa lên. Và cái file này nó sẽ được hỗ trợ dưới dạng file ảnh, một video, một cái audio tức là phần thu âm, hoặc là một file PDF. Chúng ta nhấn vào phần tải file lên. Và chúng ta tìm tới cái file ảnh mà chúng ta chứa. File mà chúng ta tìm tới cái file mà chúng ta chứa cái nội dung bài tập. Ví dụ ở đây cũng có bài 1 và bài 2 cô gửi lên, sẽ tích vào đây 1 bài 2. Cô nhấn vào chữ mở. Như vậy là file ảnh đã lên. Ở đây chúng ta sẽ có hai nội dung mà chúng ta hoàn thành, ví dụ bài 1 bài 2. Sau khi nhấn xong thì chúng ta sẽ nhấn vào chữ nộp bài.
Và biểu tượng thành công ở đây đó là bạn đã nộp bài thành công. Bạn đã nộp bài thành công. Và đây là trên giao diện Azota của cô. Giao diện Azota của cô sẽ xem thông tin của học sinh nộp bài. Đây là bài làm của học sinh. Nội dung của bài làm đây là một bài viết và chữ hoa được viết 3 dòng. Mỗi chữ hoa được viết 3 dòng. Thời gian là 11 giờ 19 phút là bắt đầu. 11 giờ 16 phút là bắt đầu nộp bài ngày 15 tháng 8, và đến cuối cùng là hạn cuối cùng là ngày 11 giờ 16 phút ngày 15 tháng 8. Và trong đây sẽ là toàn bộ phần danh sách của lớp. 38 bạn. Cô sẽ nhìn xem là bạn nào đã nộp. Về cơ bản thì những bạn nào chưa nộp thì sẽ ra cái chữ chưa nộp. Có bạn Đức Minh vừa nộp bài rồi, chúng ta nhìn thấy ở đây. Có Hoàng Đức Minh đã nộp bài. Hoàng Đức Minh đã nộp bài 14 giây trước đây. Tuy nhiên là em chưa được chấm bài, để cô sẽ chấm bài. Cô sẽ tích vào đó. Và trong cái phần bài của bạn Đức Minh nó sẽ hiện lên đây. Đó. Đây là bài viết của bạn Hàn My. Cô đang mượn bài của bạn Hàn My để cô làm minh chứng ví dụ cho các bạn hình dung thôi. Chúng ta thấy là khi mà đưa file ảnh lên ý, thì các bạn sẽ chú ý là sử dụng cái cam scanner để chúng ta chụp, thì cái bài viết của mình giấy nó sẽ trắng và chữ nó sẽ rõ nét. Còn nếu như các bạn mà sử dụng chụp file ảnh chụp như bình thường ấy thì ảnh lên nó sẽ rất là tối, đặc biệt là nếu bạn nào mà không chú ý đến cái ánh sáng phản chiếu vào bài, chúng ta thấy bài nó sẽ rất là tối và nhìn rất là khó. Ví dụ như bài này là chụp bình thường và không chú ý đến ánh sáng, cho nên là ánh sáng của nó khiến cho cái bài viết là hơi có màu tối, vì chữ của bạn viết cẩn thận nên là chúng ta nhìn thấy là nó còn rõ nét. Chứ còn nhiều có những cái bài mà chụp thái hoặc là gì đó thì ánh sáng rất là tối, nền tối, chữ nhìn không rõ. Chú ý làm sao mà chụp cái nền bài tập nó phải sáng như thế này. Và thứ nữa là trong quá trình chụp bài thì mọi người cũng cần chú ý là căn chỉnh để cho bài nó cân đối vào một chút. Nhưng là bài nó hơi bị vẹo vọ, chúng ta thấy nó đang bị lệch cái chỗ phần lề, nhìn bài viết nó bị lệch, nhìn không ảnh không được mắt lắm. Để cố gắng chụp cho nó ngay ngắn, chụp cho ngay ngắn và chụp cho nó đẹp một chút thì nó hơi mờ. Thì ở đây cô giáo sẽ chấm bài. Bài viết này khá là sạch đẹp, chữ nghĩa rõ ràng, sạch sẽ, các con chữ viết tròn nét và dấu thanh ghi rất là rõ, ngay ngắn. Nhưng cô phần này hơi bẩn chút, sao cả, cố gắng giữ sạch sẽ ở những bài sau. Tuy nhiên ở cái phần này, cái lỗi sai em viết sai cái từ này thì cái cách sửa của em là đúng rồi. Tuy nhiên lần sau thì em sẽ chú ý là cái đường kẻ ngang này em thu nhỏ nó lại. Em sai ở bộ phận vần thì em chỉ kẻ chân phần vần, còn sai ở phần âm đầu thì em sẽ kẻ chân ở phần âm đầu, thì phần bài viết nó sẽ hoàn toàn sạch sẽ hơn rất nhiều. Cơ bản thì bài viết là đẹp, sạch sẽ, rõ ràng, tròn nét. Em sẽ nhận xét là bài viết đẹp, sạch đẹp, nét tròn và em tiếp tục phát huy. Đây cô sẽ cho thêm điểm. Thì trong cái bài này thì là bài viết nên nó cũng không có phần đăng điểm, giá là tốt thì chưa tốt, giá là hoàn thành tốt. Nếu như mà bài viết này không đạt yêu cầu thì cô sẽ nhận xét, sau đó cô sẽ gửi phần là yêu cầu nộp lại. Thì lúc đó trên cái trang bài tập của bạn nó sẽ hiện ra cái yêu cầu là nộp lại bài viết. Còn nếu như bài viết này là sạch đẹp rồi, cô sẽ nhấn vào phần lưu giữ, cô sẽ nhấn vào phần lưu dữ liệu. Quay trở lại cái giao diện của Hoàng Minh, em sẽ nhìn thấy là cái phần bài của em, phần bài của em đã được cô Nguyễn Hoa nhận xét là hoàn thành tốt. Tích vào trực tiếp này để xem.
Trên bài viết của em nó sẽ hiện ra phần nhận xét của cô. Đó là đây là bài viết của em này, đây là điểm kết quả của em và nhận xét của cô. Nếu như trên bài viết của em mà hiện ra dòng chữ là nộp lại bài thì em lại thao tác lại như ban đầu. Thì đó là toàn bộ quá trình mà khi chúng ta gửi bài lên Azota theo cái link bài tập mà cô giáo đã gửi. Cảm ơn các phụ huynh đã theo dõi và rất mong phụ huynh sẽ thao tác đúng như cô vừa hướng dẫn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau.